Chào anh em, ở đây là mình đang ở trong nội thất của chiếc xe Camry 2.5Q phiên bản mới nhất nhé. Thì mình sẽ cùng anh em là trải nghiệm qua về cái nội thất đẳng cấp của 2.5Q của Camry. Thì về nội thất ấy, thì Camry 2.5Q của bản nhập Thái Lan mới nhất này sẽ có rất nhiều cái điểm mới. Thứ nhất là mình có thể nói tới cái màn hình TFT này. Màn hình này đã là màn hình 7 inch rồi, rất là to. Và cụm đồng hồ tốc độ, đồng hồ vòng tua cực kỳ sắc nét và sáng luôn. Ở đây ta có cả thông tin hiển thị như nhiệt độ dầu này, lượng xăng này, mức xăng tiêu thụ này, quãng đi đường đã đi được này, rất nhiều. Thứ hai là về vô lăng của Camry bản mới này sẽ là vô lăng bọc da ba chấu, và vô lăng ấy thì sẽ có tích hợp ở đây là có nút gọi số vô lăng nhé, có giữ ga tự động này, cruise control này, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, kết nối điện thoại, đàm thoại rảnh tay, mode chỉnh ở đây có nút mode để chỉnh kênh này. Thứ hai là về cái đèn xe sẽ đèn tự động nhé. Xe Camry mới sẽ trang bị cụm đèn là đèn tự động bật tắt và tự động cơ mở góc chiếu luôn. Thứ ba nữa là sẽ có cái gạt mưa đây, chỗ này gạt mưa, gạt mưa cũng là gạt mưa tự động, nó sẽ có cảm biến ở trên cái cần gạt mưa đây, là khi có mưa sẽ tự động là bật tắt. Tiếp đến là cụm màn hình. Ở đây anh em có thấy là màn hình của Camry ấy, thứ nhất là cái đặc biệt nhất là cái phần màn hình hiển thị này, thì nó sẽ có cái xu hướng hơi lệch một chút về phía người lái, một cái thiết kế rất mới để giúp tập trung tối ưu vào các trải nghiệm, giúp người lái thao tác dễ hơn. Ở trên màn hình này, ở đây ta thấy cái ký hiệu là JBL ấy, thì có nghĩa là cái bản Camry cao cấp nhất này được trang bị là 9 loa JBL. Bản màn hình này sẽ là màn hình cảm ứng nhé, màn hình cảm ứng, và sẽ có đây mình sẽ tăng đài lên một chút. Đấy, đây là anh em có thể là kết nối được với điện thoại này, nghe đài này, đây audio này. Ở audio thì anh em kết nối được điện thoại này, nghe AM, FM, nghe Bluetooth điện thoại và nghe được CD, USB đầy đủ hết nhé. Ngoài ra một cái tính năng mới mình muốn nhắc tới đó là cái bản đồ. Bản đồ là đây, mình đang ở Hoàng Mai này. Đây là bản đồ độc quyền của Toyota luôn. Sẽ hiển thị vị trí của xe của mình đi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, sẽ có rất nhiều chức năng và ta sẽ đây định vị luôn này. Đấy, con ta có thể search để chỉ đường này, để tìm nơi đi này. Đấy, đây khu bán đảo Linh Đàm này. Rất là hay. Đấy. Ngoài ra thì điều hòa của xe vẫn là điều hòa tự động 3 vùng, nhưng mà đây ba vùng nhá, ba vùng độc lập nhá. Nhưng mà cái điều chỉnh điều hòa nó có cái đu xoay này, rất hay, rất mới. Đây là sấy kính này, tăng giảm quạt gió này. Đấy, tăng giảm quạt gió này, bật tắt điều hòa, lấy gió trong, lấy gió ngoài, điều hòa ba vùng độc lập nhé. Khởi động thông minh start top này. Đây, có một cái nữa muốn để anh em nhìn thấy này. Cái này sẽ là cái đây, anh em có thể thấy này, hắt kính này. Để này sẽ dễ nhìn hơn. Đây, hiển thị tốc độ, hiển thị cái chế độ lái của xe. Đây là cái hiển thị thông tin trên kính, rất hay. Đấy, cái này là gương tự động nha. À, gương chống chói này. Cửa sổ chơi này. Cửa sổ chơi ở Camry. Cửa sổ này là cửa sổ chơi thôi, chưa phải panorama toàn cảnh, nhưng rất là hay. Camry là chiếc xe duy nhất của Toyota đang có cửa sổ chơi nhé. Toyota trong nước đấy. Loa có 9 loa JBL, cực kỳ là nghe sướng. Các bạn vào đây nghe cực kỳ sướng luôn. Và có một cái rất hay nhá, mình muốn nói với anh em ở đây này. Cái phần góc ở chỗ góc chữ A này, nó cái thiết kế mới của Camry thì sẽ giúp tăng cái khoảng cách, tăng cái khả năng quan sát của ta. Đây, anh em thấy đây cái góc chỗ này mình quan sát cực kỳ dễ luôn. Bản trước ấy thì cái gương ấy sẽ dịch sát vào đây bên này, rất khó quan sát. Nhưng bản mới này ấy, thì cái gương nó sẽ có một khoảng hở ra để anh em có quan sát đây này. Nếu ngồi này ấy, thì cực kỳ dễ quan sát. Đây, có thêm một khoảng để quan sát. Đây, bên này thế, rất ít điểm mù luôn. Trên gương thì sẽ có là cảnh báo điểm mù luôn nhé, rất là hay. Cân bằng điện tử, túi khí thì full túi khí rồi. Phanh điện tử, đây. Cái này thì sẽ có thêm một cái nữa này. Giữ ga tự động thì anh em chắc cũng biết rồi. Thêm một cái nữa là có cái phanh tự động này, bấm vào đây thì nó sẽ tự động phanh này. Thứ hai là phanh tay điện tử, không còn phanh chân nhé. Ngày xưa Camry nó phải có cái phanh ở chỗ chân trái, khá là kỳ. Đây, ba chế độ lái nhé, chế độ đái Eco bật lên. Đây, mình bật Eco thì nó sẽ hiển thị lên là Eco này, tiết kiệm nhiên liệu này. Đây này. Đấy. Chế độ Normal này, chế độ Power là chế độ
tăng tốc sport ấy, 3 chế độ lái. Hộp số tự động nhá, vẫn là hộp số tự động thôi. Máy 2.5. Ốp gỗ, con này ốp gỗ mới cực kỳ đẹp. Nội thất thì đây là ghế da màu đen nhá, nhưng mà sẽ còn cái một cái phiên bản nữa là nội thất màu be cho anh em có thể cảm nhận. 9 loa JBL, kỳ hay luôn. Bản này thì vẫn trang bị là cho chúng ta là lên xuống kính đây, lên xuống kính tự động ở tất cả cánh cửa này, tất cả cánh cửa lên xuống kính tự động này. Đây là nhớ ghế này, con này là nhớ ghế và nhớ vô lăng luôn, nhớ ghế, nhớ vô lăng, nhớ gương luôn, chứ không phải mỗi nhớ ghế đâu. Thật. Mình sẽ toa to loa lên tí. À, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Thì anh em nào có muốn trải nghiệm xe thì hãy gọi theo mình sau theo số hotline ở dưới nhé. À, cảm ơn anh em.